Trong phúc âm của Luca chương 11, khi có người lên tiếng, phúc thay người mẹ đã cưu mang và cho thầy bú mớm. Đức Giê-xu đáp lại, đúng hơn phải nói rằng, phúc thay kẻ đã lắng nghe và tuân giữ lời Thiên Chúa. Nếu hiểu căn tính của Kitô hữu là truyền giáo, thì chúng ta cũng phải cần luôn luôn ý thức về lối sống Kitô hữu của mình giữa xã hội. Thánh Phaolô ở trong thư gửi cho tín hữu Galata chương 2 ngày nói, tôi sống nhưng không còn là tôi, mà là Đức Kitô sống trong tôi. Mạnh dạn hơn nữa, ở trong thư thứ nhất Côrintô chương 4 ngày nói, tôi khuyên anh em hãy bắt chước tôi như tôi đã bắt chước Đức Giê-xu Kitô. Hiểu được tầm quan trọng của mỗi một Kitô hữu, Thánh Phaolô quả quyết ở trong thư thứ nhất Côrintô chương 9, và là lời không chỉ nhắc nhở mà còn một hình thức cảnh báo chúng ta ngày nay. Thánh Phaolô viết, khốn cho tôi nếu tôi không rao giảng tin mừng. Đây là trọng tâm thần học, trọng tâm cắt nghĩa được sự hiện diện của giáo hội và của chúng ta. Nói cách khác, giáo hội hiện hữu trên mặt đất, chúng ta có mặt ở đây là vì những người khác. Giáo hội hiện hữu để đem tin mừng cho những người khác. Sự hiện diện của chúng ta cũng vậy, và vì thế, sống tin mừng là chúng ta sống cho những người khác nữa. Vì thế, cùng với mẹ lên đường, chúng ta cũng phải cùng với mẹ sống tin mừng. Và cụ thể ở đây, chúng ta sống với những dân tộc chung quanh chúng ta, khác với chúng ta về đức tin. Chúng ta sống đức tin theo phong cách Việt Nam, và chính việc hội nhập văn hóa Việt Nam giúp cho chúng ta sống đức tin một cách thâm sâu nhất, cảm nghiệm nhất, thực nhất và trở thành chính mình nhất. Những cái ô che dù, cho đến đội trống, cho đến cách thức chúng ta ăn mặc, tất cả những việc này là hình thức chúng ta sống đức tin, nhưng chúng ta sống đức tin Công giáo trong phong cách Việt Nam. Vì thế, chúng ta ở ngay thủ đô của những người Việt tị nạn ở trên đất Mỹ, người Công giáo ở đây vẫn được coi là tiên phong trong nhiều vấn đề, trong đó có những sinh hoạt đức tin. Và linh đài của mẹ La Vàng không còn là một nơi mang tính kỷ niệm nữa, nhưng đây phải là một biểu tượng đức tin của người Công giáo Việt Nam ở xứ người, và là dấu chỉ của sự lớn mạnh trong cộng đồng, là một nhắc nhở cho con cháu tương lai của chúng ta nhớ rằng gốc đức tin của chúng ta được lãnh nhận bên kia bờ đại dương, nhưng ngày nay con cháu của chúng ta có bổn phận sống và truyền bá đức tin ở bên này đại dương. Vì thế, sống tin mừng không còn là một hình thức đao to búa lớn, mà đơn giản là cố gắng tham dự thánh lễ hàng tuần, hàng ngày một cách đều đặn, tham dự các sinh hoạt, các đoàn thể nếu được, cộng đoàn hiệp nhất với nhau, anh chị em yêu thương nhau, con cái hiếu thảo, và trên hết trong mọi hoàn cảnh, lời hứa hôn nhân của anh chị em trong hoàn cảnh quá nhiều những hôn nhân đổ vỡ phải là một gương sống nói lên chúng ta biết tôn trọng sự trung thành. Nói lời phải giữ lấy lời, đừng như ong bướm đậu rồi lại bay. Và sau cùng, chúng ta cùng với mẹ lên đường đi rao giảng tin mừng. Như tôi đã nói, giáo hội Hàn Quốc họ xứng đáng để tự hào, bởi vì trong 60 năm, từ năm 1949 họ chỉ có 1% Công giáo, đến năm 2009 họ đã lên tới 9,6% người Công giáo. Đúng là một niềm đáng tự hào, và tôi muốn cũng nhân cơ hội này để giới thiệu với anh chị em một nhân vật bây giờ người ta đã làm phim về cuộc sống của một cha tên là Lee Tae-sak. Ngài là một người 9 tuổi thì cha chết, là con ở trong một gia đình có 10 người con. Và ngay từ nhỏ, mẹ ngài là một người đàn bà đạo đức và luôn khuyên nhủ con cái phải biết giữ đức tin, bởi vì đây là quà tặng và là tài sản quý giá nhất mà cha mẹ để lại cho con cái. Từ nhỏ, ngài đã được xem một bộ phim Molokai,
nói về vị thánh mà chúng ta quen gọi là thánh của những người cùi, cha Damien. Ngài chết ở bên Hawaii, ở bên đảo gọi là Molokai. Ngài là một trong những thành viên của các linh mục thuộc dòng thánh tâm Chúa Giêsu và mẹ Maria. Bé Lê Thê Sạc lớn lên rồi đi vào quân ngũ. Trong quân ngũ, chàng học và trở thành bác sĩ ở trong quân ngũ. Sau khi xuất ngũ thì Ngài có ý định theo ơn gọi linh mục. Và sau khi học linh mục, học xong thần học, năm 2001 thì Ngài được phong chức linh mục và Ngài được gửi qua bên đất nước Sudan, South Sudan, một đất nước đang có chiến tranh. Điều quan trọng là ở đó người dân quá nghèo. Và một bộ phim về cuộc đời của Ngài đã được hãng truyền hình của Hàn Quốc, người ta làm. Và khi người ta làm, người ta cũng nói ở trong phần đầu phim, những ai có coi được. Không bao giờ người ta đem một bộ phim gọi là documented, tức là phim documented, phim tài liệu. Không bao giờ người ta đem phim tài liệu ra để chiếu ở ngoài rạp. Ấy vậy mà phim của cha John Lee Tekak Tesak, Ngài chết năm 2010, lúc mới 48 tuổi, đã được hãng truyền hình của Hàn Quốc. Ban đầu người ta làm cuốn phim chỉ để cho gọi là vinh danh một con người đã đem lại sự vinh dự cho người Hàn ở trên đất Phi Châu. Nhưng sau khi làm xong cuốn phim thì có người đã đề nghị với nhà làm phim đem phim này ra chiếu ngoài rạp. Và người ta nói trong lịch sử của Hàn Quốc, đây là lần đầu tiên một bộ phim tài liệu với những hình ảnh không phải con người đóng, mà là những gì Ngài còn sống, Ngài làm ở bên Phi Châu, được đem ra chiếu ở rạp. Và trong ngày đầu tiên đã có 120.000 người Hàn Quốc đến để coi. Ở trong đó có một nhánh của những anh em Phật tử rất lớn. Và người ta nói chỉ sau 15 phút phim bắt đầu thì một số người đã bắt đầu khóc. Và trong đó có một nhà sư, ông ta nói rằng nếu bên chúng tôi có được một sư cũng như cha John, tức là cha Lee đó, thì giáo hội của chúng tôi cũng thay đổi rất nhiều. Bộ phim nói lên sau khi Ngài qua bên Sudan, ở đó Ngài là một bác sĩ, cho nên Ngài vừa làm công việc của một bác sĩ chăm lo cho những người bệnh tật, rồi kể cả những người sinh đẻ. Và bởi vì hoàn cảnh quá thiếu thốn, Ngài phải trở về bên Hàn Quốc để xin tiền, rồi làm những cái công việc từ thuốc men cho đến tất cả mọi việc. Điều hay nhất là Ngài ở đó tạo nên một ban nhạc cho các em nhỏ để các em có việc, và cũng để một hình thức giúp cho các em sống đức tin, để các em chơi nhạc vào những ngày lễ. Khi Ngài chết, ở trong cuộc phim để lại các em nhỏ cũng đến, nhưng các em không chơi nhạc được bởi vì các em nhớ đến Ngài như là một người bạn thân thiết. Bộ phim sau khi ra thì Hội đồng Giám mục của Hàn Quốc, người ta cũng đã có những lời bình luận rất nhiều, bởi vì chính cuộc sống của một con người, một cha Lee Tae-sak, đã thay đổi rất nhiều cái nhìn của những người khác ở Hàn Quốc về giáo hội Công giáo Hàn Quốc. Và cũng chính trong năm đó, số người trở lại Công giáo khá nhiều, và một số rất nhiều những anh em trẻ, các chị em trẻ cũng vì bộ phim mà đi vào đời sống tu trì theo bước chân của Ngài. Tôi muốn nói như vậy không phải bởi vì Việt Nam của chúng ta không có, nhưng đây là một trong những nhân vật mới vừa xảy ra, và bộ phim làm vào năm 2013, rất là mới. Điều mà chúng ta hiểu là việc chúng ta đi rao giảng tin mừng là mệnh lệnh Đức Giêsu truyền cho chúng ta. Ở trong phúc âm của Marco, Ngài nói, các con hãy đi rao giảng cho mọi loài chúng ta. Mệnh lệnh của Đức Giêsu không phải chỉ rao giảng cho con người, mà rao giảng cho mọi loài chúng ta, kể cả cục đất, cục đá, kể cả cây cối. Và ở trong phúc âm của Luca chương 24, nhân danh Ngài mà giảng cho muôn dân, bắt đầu từ Jerusalem. Đây không phải là một chọn lựa, đây là một điều bắt buộc.
Đức Giêsu còn khẳng định với chúng ta là việc chúng ta làm là do chính Ngài chọn chúng ta. Trong Phúc âm Gioan chương 15, không phải các con đã chọn Thầy, nhưng chính Thầy chọn các con và sai các con ra đi để đem lại hoa trái và để cho hoa trái các con được tồn tại. Một lần nữa chúng ta nhìn lên gương mẫu của mẹ Maria trong việc đi rao giảng tin mừng. Khi chấp nhận lời của sứ thần và nghe tin bà Elizabeth có thai, Thánh Luca đã viết, mẹ vội vã lên đường. Mẹ vội vã lên đường. Sự vội vã nói lên lòng nhiệt tình, sự lo lắng, cảm thông và ý chí của người sống cho và sống vì người khác. Của cho không bằng cách cho. Của ăn từ thiện đến những bàn tay ấm áp, đến từ những bàn tay biết chia sẻ và cảm thông, thì nó khác với của bố thí vất cho hay của những người giàu thảy ra cho người nghèo. Mẹ không chỉ đi rao giảng mà mẹ còn đi một cách vội vã dứt khoát. Điều này rất hợp với đoạn tin mừng Luca chương 9, khi Đức Giêsu nói với một người, anh hãy theo tôi. Rồi ông này nói với Ngài, thưa Thầy, xin cho phép tôi về chôn cất cha tôi trước đã. Đức Giêsu nói, cứ để kẻ chết chôn kẻ chết, còn anh hãy đi loan báo triều đại Thiên Chúa. Dĩ nhiên, người chết không thể nào chôn kẻ chết được. Nhưng ở đây, Đức Giêsu muốn nói đến tính khẩn thiết cấp bách của việc truyền giáo, quan trọng không thể chần chờ, cho nên hãy đi và đi ngay bây giờ. Cũng trong đoạn văn này có một người khác đến nói, thưa Thầy, cho tôi xin đi theo Thầy, nhưng xin phép cho tôi được về từ biệt gia đình trước đã. Đức Giêsu trả lời, ai đã tra tay cầm cày mà còn ngoái lại đằng sau thì không thích hợp với nước Thiên Chúa. Công việc rao giảng tin mừng khẩn cấp, nhưng cần phải có chọn lọc những người đi làm việc, cần phải có cam kết. Nói cách khác, công việc đòi hỏi sự dâng hiến trọn vẹn, đó là quên mình, và phải có cam kết trọn vẹn, đó là cầm cày nhưng không quay lại. Nhìn vào gương mẹ Maria, khi mẹ đến để giúp cho cặp tân hôn ở Cana có đủ rượu trong ngày vui, mẹ đã làm một cách âm thầm kín đáo, đến nỗi khi người ta đem rượu lên cho chủ thì họ cũng không biết rượu từ đâu đến. Sự tiếp xúc tế nhị của mẹ đối với gia đình ở Cana nói lên được sự khôn ngoan ở trong giao tế, trong khi thi hành một vụ. Nghĩa là công việc rao giảng cần phải được đón nhận một cách nồng nhiệt, vui tươi, mà người nhận đôi khi họ không biết là chính họ đang được thay đổi. Là những người Công giáo Việt Nam ở đất Mỹ, cộng đoàn của chúng ta sống gồm nhiều người khác nhau, khác tôn giáo, khác đức tin, khác màu da, khác ý thức về chính trị, về văn hóa, ngay cả về giá trị luân lý. Nhưng tranh cãi hay là cả vú lấp miệng em không phải là một phương thức để thuyết phục họ, mà sinh hoạt của chúng ta đoàn kết, yêu thương, đồng cảm chắc chắn sẽ chiêu dụ được họ. Trở lại với việc rao giảng tin mừng, chúng ta không thể ngồi chờ sung rụng hay chủ quan mà ảo tưởng rằng họ phải đến với chúng ta chứ chúng ta không đi tìm họ. Trâu đi tìm cọc chứ có đời nào cọc đi tìm trâu. Thật ra, chính Đức Giêsu Kitô mới là cọc, bởi vì Ngài là đối tượng đức tin cho mọi người hướng tới, còn chúng ta là những người đi tìm kiếm, thầy trước trò sau. Chúng ta là những người đi trước thì giúp để những người khác cũng tìm đến với Đức Giêsu Kitô. Đức Giáo hoàng Francisco kêu gọi chúng ta hãy ra khỏi cái vỏ bọc thoải mái của mình để tiến đến với anh chị em đang cần lời Chúa và nói cho họ biết, nói cho họ biết Thiên Chúa yêu thương họ. Vậy làm sao tin mừng có thể đến được với họ nếu không có người đi rao giảng? Thánh Phaolô ở trong thư gửi cho tín hữu Roma chương 10, Ngài viết, thế nhưng làm sao họ kêu cầu được đấng họ không tin? Làm sao họ tin đấng họ không được nghe? Làm sao họ nghe mà không có ai đi rao giảng?
Và làm sao có người đi rao giảng nếu không được sai đi? Mặc dầu công tác truyền giáo là bổn phận của tất cả các Kitô hữu của chúng ta, nhưng thực tế ở trên đất Mỹ cũng như ở Việt Nam, một số đông các nam nữ tu sĩ chúng tôi, các linh mục, các phó tế là những người đã dấn thân để làm công việc này một cách trọn vẹn. Người Công giáo Việt Nam chúng ta tự hào, bởi vì hiện tại trên đất Mỹ, ngoài ba giám mục Việt Nam mà chúng ta đang có, chúng ta còn có khoảng 1.000 linh mục Việt Nam phục vụ cho giáo hội địa phương và trên 1.000 nữ tu, một tỷ lệ rất cao so với những người Phi, những người Mễ hoặc những người gốc Latin. Nhưng đối với tôi, con số không đáng kể. Là giáo dân, chúng ta không thể nào khoáng trắng công việc này cho các tu sĩ. Nhưng việc chúng ta ủng hộ và nâng đỡ những nam nữ tu sĩ, khuyên nhủ các em tìm hiểu ơn gọi, rồi chúng ta tiếp tục khuyến khích và giúp cho các em, giúp cho các giáo phận, giúp cho các dòng tu nuôi dưỡng các em. Rồi chúng ta, những giáo dân, cộng tác với các linh mục nam nữ tu sĩ trong công việc mục vụ, bằng việc cầu nguyện, bằng việc cổ động, tránh chỉ trích, nhất là bè phái. Và sau cùng là gửi việc giúp đỡ đến những vị đã về già, về hưu, đau yếu, để các linh mục nam nữ tu sĩ trong những ngày cuối đời, các ngài ít nhất có được những giây phút bình an. Đây là phương thế tốt nhất để chúng ta tham dự vào công việc truyền giáo một cách hết sức hữu hiệu. Và với những anh chị em có điều kiện, chúng ta có thể tham gia vào các công việc của giáo xứ, của các đoàn thể công giáo, của Liên minh Thánh Tâm, của Hội các bà mẹ Legio Mariae, Knights Columbus, hay bất cứ một đoàn thể nào, để chúng ta sống đức tin. Như Thánh Giacôbê nói, đức tin không việc làm là đức tin chết. Tóm lại, chúng ta cùng mẹ lên đường, và đúng hơn là chúng ta cùng với mẹ vội vã lên đường, bởi vì việc rao giảng tin mừng khẩn thiết, không chờ đợi được. Mẹ đón nhận lời của Chúa là Đức Giêsu, và mẹ đã giới thiệu Đức Giêsu cho bà Elizabeth, vì mẹ biết rằng gia đình của bà Elizabeth cần Chúa và cần sự giúp đỡ khi bà đang thai nghén. Sự hiện diện về thể lý đem lại an ủi, niềm vui cho mọi người. Vì thế hài nhi Gioan cũng đã nhảy mừng trong bụng mẹ, và bà Elizabeth thì được tràn đầy thánh thần. Theo gương mẹ, chúng ta đón nhận Chúa hàng tuần, mỗi một thánh lễ chúng ta tham dự. Hãy tham dự một cách trọn vẹn, nhất là khi chúng ta rước lấy mình máu thánh Chúa và nghe lời dạy của Ngài qua kinh thánh. Chúng ta tìm đến với nhau ở trong cộng đoàn để họp nhau thờ phượng Chúa, bởi vì cuộc sống của chúng ta cần nhau. Ngựa chạy có bầy, chim bay có bạn. Và chính ở trong cộng đoàn phản ánh được căn tính của Thiên Chúa chúng ta là Chúa Ba Ngôi. Bởi vì tất cả những hình thức cô độc, tách mình ra, chia rẽ, tự nó là một hình phạt và là biểu tượng của Satan tội lỗi. Ngoài việc sống tin mừng để cho những người khác biết chúng ta là môn đệ Đức Giêsu, thì chúng ta còn phải nâng cao ý thức rao giảng tin mừng, đem những người chưa biết về với Chúa Giêsu. Và chúng ta cần phải nhớ hai điều này như là kim chỉ nam cho đời sống Kitô hữu của chúng ta. Thứ nhất, Chúa Giêsu dạy ở trong Ma-thi-ơ chương 10: phàm ai tuyên bố nhận Thầy trước mặt thiên hạ, thì Thầy cũng sẽ tuyên bố và nhận người ấy trước mặt Cha Thầy. Còn ai chối Thầy trước mặt thiên hạ, thì Thầy cũng sẽ chối người ấy trước mặt Cha Thầy đấng ngự trên trời. Điểm thứ hai, Thánh Phao-lô khẳng định ở trong thư thứ nhất Cô-rinh-tô chương 9: huống cho tôi nếu tôi không rao giảng tin mừng. Hãy nhớ, căn tính của chúng ta là truyền giáo, và vì thế mình cần phải có ý thức truyền giáo. Thánh Teresa Hài Đồng Giê-xu, Thánh Tiến sĩ của giáo hội, được giáo hội cắt đặt làm thánh bổn mạng của giáo các sứ truyền giáo, mặc dầu suốt đời Ngài chưa bao giờ Ngài ra khỏi khu vực của thành Lisieux. Thánh Nhân luôn cầu nguyện cho công việc truyền giáo, và vì thế cùng mẹ lên đường hôm nay, chúng ta đừng đến hôm nay như những ngày khác, như những lần chúng ta đến đây mà không hề có sự thay đổi trong con người mình. Tôi muốn dùng lời thơ của
thi sĩ Hàn Mặc Tử để nói lên tâm tình của ông khi ông tiếp xúc với mẹ. Đứng trước mặt mẹ và ông chưa bao giờ được qua đến đất thánh nơi mà mẹ đã sống, nhưng chỉ nhìn lên tượng của mẹ, ông đã nói lên: Hỡi sứ thần Thiên Chúa Gabriel, khi Ngài đến truyền tin cho trinh nữ, Ngài có nghe xôn xao muôn tinh tú, Ngài có nghe náo động cả thiên triều, Ngài có nghe thơ màu nhiệm ra đời. Hàn Mặc Tử muốn diễn tả tâm tình của một con người, và ông vui mừng được đến với mẹ, và chính việc hiện diện trước mặt mẹ đã thay đổi ông. Búc tôi reo như châu ngọc đền vua, trí tôi hớp bao nhiêu là thi vị, và trong miệng ngậm câu ca huyền bí, và trong tay nắm một nàm hào quang. Tôi no rồi ơn cũ lộ hòa trang. Và ông cũng nhận ra, ông nhận ra ông là một con người đến đây đã nhiều lần, mà nhiều khi quỳ trước mặt mẹ, ông đã không có sự thay đổi. Khi ông nhìn lên trên vương miện của mẹ, ở đó có 12 ngôi sao như những hòn ngọc điểm trên vương miện mẹ. Ngọc như ý, vô tri còn biết cả, huống chi tôi là thánh thể kết tinh. Tôi ơi nhìn bắt đầu rạng bình minh, chiếu cùng khắp 3000 thế giới. Một viên ngọc đính ở trên vương miện của mẹ, nó biết Đức Maria là mẹ Thiên Chúa, là một đấng linh thiêng. Mà chúng ta, những con người đến với mẹ, nhiều khi chúng ta đến như những người quá quen thuộc gần chùa gọi cuộc bằng anh. Ngọc như ý, vô tri còn biết cả, huống chi tôi là thánh thể kết tinh. Vì thế, chúng ta cầu xin để hôm nay chúng ta đến với Đại hội La Vang lần thứ hai, đến với mẹ, một người mẹ mà chúng ta hiểu được luôn luôn an ủi, yêu thương, chăm sóc chúng ta. Và cuộc đời của chúng ta được kêu gọi để truyền giáo, bởi vì đây là sứ mạng, là căn tính của mình. Nhưng chúng ta không thể làm được nếu chúng ta không có ơn Chúa và không có mẹ đồng hành. Vì thế, đến với mẹ hôm nay, cùng với chủ đề Cùng Mẹ Lên Đường, xin cho mỗi một người chúng ta hiểu được rằng có mẹ, chúng ta sẽ đi, và không những chỉ có đi mà còn sẽ đi rất xa, để tất cả công việc chúng ta làm, những người khác nhìn vào và tôn vinh Thiên Chúa Cha chúng ta. Amen.